Bản tin trưa ngày 28 tháng 12 năm 2023 thì sau cái phiên rung lắc điều chỉnh ngày hôm qua quanh đường MA200 thì VN-Index ngày hôm nay thì đã có đà tăng trở lại đúng không? Đà tăng nhẹ nhàng đâu đấy phiên sáng nay kết thúc phiên thì tăng đâu đó gần 4 điểm. Thì chúng ta thấy là cái thanh khoản của phiên giao dịch hôm nay thì nó duy trì ở mức thấp sau cái phiên rung lắc ngày hôm qua đúng không? Thì đầu phiên sáng thì chúng ta thấy là việc giao dịch nó tương đối là ảm đạm và đến tận cuối phiên sáng thì đà tăng nó mới quay trở lại. Thì điều này cũng dễ hiểu khi mà phiên giao dịch hôm nay là phiên giao dịch nếu mà ai mua thì sẽ phải nắm giữ qua tết dương đúng không? Thế nên là tâm lý của dòng tiền nó sẽ thận trọng hơn. Thì đà tăng quay trở lại và chỉ số điểm đã quay trở lại và đóng cửa trên trên mốc MA200, tạm năng đang vượt trên mốc MA200 và dòng tiền thì có sự lan tỏa trở lại đúng không? Khi các cổ phiếu có trạng thái tốt, ví dụ như PMB tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng này, HH này, GMD này, Viettel Post hay Dabaco các thứ, những cổ phiếu đều có một cái sự vận động tích cực trong cái phiên sáng ngày hôm nay. Và đà tăng thì chúng ta thấy chủ yếu nó vẫn đến từ các cổ phiếu trong trụ, hôm nay Vinhome đó là cổ phiếu xanh điểm từ khá sớm rồi sau đó thì lôi kéo dòng tiền và lan tỏa ra các nhóm ngành khác, ví dụ như là một vài cổ phiếu bay nhá, lúc thị trường tăng điểm trong cái cuối phiên sáng ngày hôm nay. Thì với vận động như hiện tại thì chiến lược thì chúng ta vẫn sẽ là nắm giữ cổ phiếu ở mức đâu đấy quanh 50%, và với anh chị nào cầm tỷ trọng tiền mặt cao hay là tài khoản chưa đủ vị thế 50% thì chúng ta có thể lưu ý những cổ phiếu mà đang có trạng thái tích lũy tốt hay là đang đang test lại những cái vùng đường MA20. Ok, chúng ta có thể thăm dò được, ví dụ như DGC hay một vài cổ phiếu bất động sản như kiểu là Phát Đạt hay là Gách các thứ đúng không, chúng ta có thể thăm dò được trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay nhá. Ok, tạm biệt mọi người.